Vâng, xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng cùng quay trở lại với showroom xe đam mê có địa chỉ ở số 175 đường A Định, thành phố Hải Dương, và số hotline của bên em là 0935 32 333. Vậy thì tiếp tục ngày hôm nay mang tới cho các bác một mẫu xe với một không gian nội thất cực kỳ sang trọng, đến từ một thương hiệu xe sang nổi tiếng của Nhật, đó chính là Lexus. Những sản phẩm của Lexus thì không chỉ mang tới cho các bác sự sang trọng và đẳng cấp, mà nó còn mang tới cho chúng ta một cái chất lượng phải nói thực sự là vô cùng hoàn hảo. Và quan trọng nhất là nó vẫn thừa hưởng những giá trị của thương hiệu mẹ của nó, đó là Toyota, đó là bền bỉ và lành tính. Vậy thì tuy nhiên một cái điểm mà các bác có thể thấy là những sản phẩm mà mang logo Lexus thì đương nhiên nó sẽ không bao giờ là rẻ cả. Nhưng ngày hôm nay với một chiếc xe thực sự là còn rất chất lượng, nguyên zin nguyên bản, cam kết với các bác không một lỗi nhỏ, nhưng xe đam mê đang chào bán cho các bác chúng ta tham khảo với chiếc xe này chỉ với con số là 850 triệu đồng thôi các anh chị nhé. Vậy thì giá trị cũng như là chất lượng còn lại của nó như nào, và những thứ mà nó mang lại cho chủ nhân mới, liệu nó xứng đáng với số tiền trên hay không, thì ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc xe này để xem tình trạng của nó ra sao các bác nhé. Đầu tiên thì các anh chị thể thấy là đương nhiên với một chiếc xe khi mới chúng ta phải bỏ ra con số hơn 3 tỷ đồng để có thể sở hữu, thì đương nhiên là các chi tiết, những vật liệu bên trong của nó cũng rất là cao cấp. Ví dụ như chúng ta có thể thấy ngay, đó là cái vô lăng của chiếc xe này thì nó cũng được làm bằng gỗ này, họ xử lý bóng vengi, và theo thời gian thì chúng ta thấy là tình trạng của nó gần như là mới tinh và bọc da rất là cao cấp. Trên vô lăng thì các bác có thể thấy là nó được tích hợp ga tự động Cruise Control rồi. Đấy, đèn auto và gạt mưa cũng là auto luôn các chị nhá. Con này thì được trang bị vô lăng gật gù này, chỉnh điện này. Đấy, và các bác có thể là chỉnh nhiều hướng nhá. Con này chỉnh 4 hướng điện. Và ở đây thì các anh chúng ta có một cái khay để cốc này. Đấy, và nó trượt ra trượt vào rất là êm ái. Toàn bộ các chi tiết ở phía trên chúng ta có nhựa mềm. Ấn vào chúng ta sẽ có độ lõm. Và các chi tiết ở phía dưới này thì các anh chị thấy là những cái vật liệu nhựa cao cấp. Chính vì thế mà có thể nói là theo thời gian thì các cái vật liệu này nó không bị xước sát, không bị bám bẩn. Đấy, cốp là cốp điện mà chúng ta có thể đóng mở bằng nút bấm này. Đó. Quá ok luôn. Và đương nhiên như em nói là tất cả tình trạng xe thì nguyên zin nguyên bản, và các bác có thể thấy là từng nốc này. Đấy, không bám một tí bụi sơn nào phía bên trong luôn. Vâng, những cái mẫu xe đã được xe đam mê tuyển chọn thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Nội thất ghế da màu cam rất đẹp và nhìn nó sang và nó sáng, đúng không ạ? Nó không giống như là ghế da màu đen. Vậy thì đây, tiếp tục thì các bác có thể thấy là xe được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện nhé. Con này của em là phiên bản được sản xuất tại Nhật, nhập Nhật, và các bác có thể thấy là tất cả từng cái tem mác của nó này theo thời gian vẫn đẹp long lanh như này, từ cái móc khóa, từ con ốc bản lề nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhé. Các bác thấy tem mác này còn đầy đủ hết, được chưa ạ? Vâng, vậy thì tiếp tục với khu vực bản táp lô trung tâm thì chúng ta sẽ có ở trên này một cái màn hình, và em thử nổ máy nhé. Đây các bác này, đó, máy nổ rất đanh. Xe mới lăn bánh được có 10 vạn rồi các bạn. Đấy, vâng, và các anh chỉ thấy là các thông số hiển thị rất là rõ nét và không báo một tí lỗi nào luôn. Ở trên này chúng ta có một cái màn hình này. Đấy, màn hình tích hợp cam lùi nhé. Đấy, khi chúng ta vào số lùi thì các bác có thể thấy là nó sẽ hiển thị cam lùi rất là sắc nét ở đây. Đề nổ start top có rồi. Chúng ta có hệ thống ổ 6 đĩa CD ở đây. Đó, 6 đĩa này. Đấy, và hệ thống điều hòa của xe thì các bác có thể thấy là con này được trang bị hệ thống điều hòa của nó đây. Các bác nhìn này. Đấy, cái chỉnh này, gió này, auto này. Đấy, con này là một vùng, được chưa ạ? Và với một cái thiết kế đặc trưng của cái dòng xe này ở khu vực cần số là hơi chéo này, và cửa số thì các bác thấy cũng được bọc da và gỗ cao cấp. Chúng ta cầm nắm rất là dễ dàng. Đấy, và sang số thì cũng rất thuận tiện. Và khi mà bố trí ở cái cần số ở đây thì các bác có thể thấy là khu vực bậc dưới này sẽ rất là rộng rãi này, nó không bị vướng. Và chúng ta sẽ có một cái giống như là con chuột máy tính. Đấy, các chị chúng ta có thể di và enter. Đấy, rất là hay. Để đây các bác nhìn này. Đấy, các bác thấy là nó có một cái con trỏ mà chúng ta có thể di chuyển. Rất là hay, đúng không ạ? Và giống như trên máy tính vậy. Bản này bản hai cầu các chị nhá. Bản hai cầu các bác sẽ có một khóa cầu Visa ở đây này, cân bằng điện tử chống trượt. Các chị chúng ta sẽ có sưởi và làm mát, sưởi và làm mát ghế đây. Đó, thông qua cái đây. Đó, các bác có thể thấy sưởi hai ghế nhá, hai ghế đằng trước có sưởi và làm mát. Ok chưa ạ? Đó. Rất là nhiều những cái tính năng cao cấp mà ở cái thời điểm mà chiếc xe này ra mắt là chỉ có ở trên những dòng xe cao cấp tiền tỷ thôi. Và đương nhiên là những cái chức năng option này thì có thể nói là đến bây giờ với cái tầm tiền nó chỉ rơi vào khoảng dưới 1 tỷ thì ít cái mẫu xe được trang bị. Nhưng như em nói là quan trọng là chiếc xe này nó không chỉ mang tới cho chúng ta chất lượng mà nó còn mang tới
cho ta những giá trị vô hình của thương hiệu, đó chính là đẳng cấp và sự sang trọng mà đã được công nhận. Vậy thì đây, các bác có thể nhìn cho em ghế da của nó này. À, phiên bản này chúng ta sẽ có cửa sổ trời nhé. Đấy, trần nỉ này, vâng, rất mềm mại. Đấy, từng cái tem mát các bác nhìn cho em. Đấy, vâng, và tất cả mọi chức năng hoạt động cách trơn tru bình thường. Cửa nóc này, đó, vâng, các bác chỉ thấy đóng mở rất êm ái, mượt mà, nó không bị kẹt theo thời gian, hoàn hảo luôn về chất lượng. Và các bác thể thấy là phần chật cũng được giữ rất là sạch đẹp này, quá ok luôn. Đây các bác nhìn cho em này, đó, đẹp long lanh luôn nhá. Vậy thì tiếp tục mời các bác chúng ta có thể cùng em đi về hàng ghế sau. À, để các chúng ta có thể thấy được cái độ rộng rãi của chiếc xe này. Vâng, hàng ghế sau thì các bác có thể thấy nó sẽ mang tới cho các chúng ta một cái không gian thực sự rộng, đủ chỗ để các bác có thể là ngồi 3 người lớn. Đấy, và có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau nhé. Có cửa gió điều hòa này. Đấy, và chất lượng ghế da thì các bác có thể thấy là cũng còn rất ok. Ở đây các bác sẽ có một cái bậc tì tay để cốc, và cũng rất là cao cấp khi mà nó ốp gỗ cho các chị. Đó, vâng, rất đẹp mắt đúng không ạ? Cái mẫu xe sang thì các bác thấy đều có những chi tiết gỗ như vậy. Và đây các bác nhìn trần này, cực kỳ đẹp luôn. Và các chi tiết các bác nhìn cho em, long lanh luôn, nguyên zin nguyên bản, từng tem mát các bác nhìn nhé, quá yêu luôn đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, tapi cánh cửa này, vâng, gần như là không một tì vết đúng không ạ? Và một ngoại thất màu đỏ, một cái ngoại thất thì có thể nói là dành cho các bác mệnh hỏa. Vậy thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay, xe Đam Mê sẽ mang tới cho các anh chị là một chiếc Lexus RX350 được sản xuất ở năm 2009, phiên bản nhập Nhật, động cơ máy xăng 3.5. Con này thì như em nói là bao zin nguyên bản coi anh chị từ A đến Z. Chủ nhân cũ thì đã lên cho chúng ta một cái bộ la răng, đây là phiên bản đời mới rồi, la răng 19 inch nhá. Và dàn lốp mít mới tinh này. Đấy, các bác để thấy là khi mà lên cái bộ la răng như này thì cái ngoại thất của chiếc xe thực sự là nó đẹp hơn rất là nhiều, trẻ trung hơn. Chiếc xe này còn được toàn bộ viền cửa kính đều nẹp chrome. Đấy, và chúng ta có đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao này. Đấy, và đây các anh chị có thể theo dõi giúp em. Đấy, phần đuôi phía sau rất đẹp. Và các bác nhìn nhé, cụm đèn hậu của nó này. Và theo thời gian các anh chị có thể thấy dù nó chỉ được trang bị bóng đèn halogen bên trong thôi. Đấy, nhưng mà các bác thấy là với cái thiết kế các chi tiết chrome bên trong tạo điểm nhấn thì nó gần như là đẹp hơn cả với những cái hệ thống đèn hậu LED bây giờ. Và một cái thiết kế phải nói thực sự đẳng cấp và không bao giờ bị lỗi thời. Đó, và các chi tiết chrome kết nối giữa hai phần đèn hậu. Và phiên bản này là RX350 các chị nhá. RX350. Và cốp thì đây các bác có thể thấy, em mở luôn cốp này. Đấy, để các chị ta có thể thấy cốp sau thì cực kỳ rộng rãi đúng không ạ? Để cho các bác chúng ta có thể là mang theo vài cái vali trong những chuyến đi của mình, mà chủ nhân cũ rất là cẩn thận khi mà làm lót da cho các anh chị rồi. Đấy, bỏ cái này lên thì các bác thấy là gần như mới tinh nhá. Phía dưới này thì chúng ta có lốp dự phòng này. Đấy, lốp dự phòng ở cái dưới hộp này và hộp để đồ. Và các bác thấy là còn rất là mới, hệ thống âm thanh này. Đèn nhá. Đấy, con này thì như em nói là nguyên zin nguyên bản các bác nhìn này. Đó. Và các anh chị thấy là tại sao những chiếc xe của Nhật thì được đánh giá chất lượng cao, vì tất cả các chi tiết bộ phận nó đều có những mã số mã vạch để đánh giá chất lượng, để tìm ra cái sai sót ở cái khâu nào. Các bác thấy là từ móc khóa, từ con ốc của nó này. Đấy, tem mác này. Nguyên zin nguyên bản, mà cốp thì đương nhiên là cốp điện, chúng ta chỉ cần bằng một nút bấm thôi. Thì các bác có thể thấy là nó sẽ hạ xuống như thế này. Rất êm ái, đúng không ạ? Vâng, rất êm ái. Không chỉ mang lại cho chúng ta một chất lượng mà cái khả năng vận hành của xe thực sự phải nói là đáng nể. Con này thì các bác ngồi lên cầm lái thì thực sự cái cảm giác mà hiếm cái dòng xe nào có thể mang tới cho các bác, vừa mạnh mẽ, vừa chính xác và cực kỳ êm ái. Đặc biệt là khả năng cái âm thực sự là vô cùng tuyệt vời. Ngồi bên trong cho anh chị chúng ta gần như không nghe thấy tiếng động cơ hay là tiếng bên ngoài nó dội vào bên trong. Và đó là họ xử lý rất là nhiều những vật liệu cách âm trên xe là cái gì nhá. Chúng ta có xi nhan tích hợp trên gương, giá lóc để đồ trên cao. Đấy, và phía trước thì các bác cũng có bộ mâm 19 inch này. Và phần đèn pha thì đây các chị nhìn cho em này, quá yêu luôn. Thống lượng bằng đời 2009 thì đương nhiên là sẽ không có cái mặt ca lăng như này, nhưng mà chiếc xe này thì các bác thấy là chủ nhân cũ thì đã nâng cấp lên cho ta mặt ca lăng hình hồng đồ cát với hệ thống đèn pha là của đời 2013 hay 14-15 rồi. Đấy, và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cái chi tiết độ này thì các anh chị vẫn hoàn toàn đăng kiểm bình thường nhá, vì nó không thay đổi kết cấu của xe. Và các anh chị có thể nhìn cho em là đây, chất lượng của chiếc xe này thì từ cái đèn pha này, theo thời gian này, nó vẫn còn trong suốt như pha lê, với giải đèn LED định vị ban ngày, có rửa đèn pha và phần đèn gầm phía dưới thì cũng như này.
Vâng, quá đẳng cấp và máy em đang để nổ đấy ạ. Nhưng mà các anh chị có thể thấy là gần như chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng động cơ nó đang hoạt động đâu. Vì khối động cơ V6 3.5 của Lexus thì gần như là một cái dòng động cơ phải nói là cực kỳ êm ái. Vâng, cực kỳ êm ái các bạn. Đã. Quá yêu luôn. Vâng, vậy thì ngoại thất và nội thất chiếc xe các bác đã thấy ok chưa? Bây giờ thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em mở lắp capo, chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của nó các anh chị nhé. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy V6 3.5 đến từ chiếc Lexus. Em đang nổ máy nhưng các anh chị thấy là gần như chúng ta nghe tiếng động cơ rất là nhỏ. Vâng, và không một tí rung nào luôn. Các bác chạm lên cái mặt máy này. Và khoang máy thì khá là kín vì họ sử dụng rất là nhiều tấm nhựa để che. Đấy, nhưng mà con này thì như em nói là cam kết là các bác là máy số còn zin. Bác nào chưa yên tâm đem ra Toyota hoặc để check một lần nữa. Đấy, các anh chị nhá. Thì các bác hoặc là nhờ thợ thuyền tới kiểm tra của bên em cũng được. Hoặc một chút nữa thì khi mà em quay phần cầm thì các anh chị ta có thể đánh giá được chất lượng. Đấy, từng cái tem mác này. Đấy, các bác thấy còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, đẹp xuất sắc luôn nhá. Đấy, và từng con ốc các bác nhìn giùm em này. Quá đẹp. Vâng. Nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Con này thì phải nói là đẳng cấp, nó là mai mai rồi. Các bác có đi 10 năm nữa thì thứ nhất là chất lượng của nó vẫn đảm bảo, mà cái thứ hai nữa là nó không bao giờ bị lỗi thời. Và phải nói là một chiếc xe thực sự hoàn hảo. Và đời mới bây giờ thì các anh chị thấy là một chiếc Lexus RX350 thì các anh chị ta phải bỏ ra con số hơn 3 tỷ, gần 4 tỷ để lăn bánh. Còn con này, vâng, xe và đam mê đang chào bán cho các bác chỉ với một cái mức giá còn có là 850 triệu trong ngày hôm nay. Vâng, vậy thì trên đây là chi tiết chất lượng của chiếc Lexus RX350 màu đỏ hợp cái bác bình hỏa. Bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhấc máy và alo cho bác Phúc theo hotline 0935 3233 hoặc 0969 289 999 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc xe này các bác nhé. Một lần nữa cảm ơn các chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Bác nào thực sự thiện chí quan tâm thì xin mời các chị chúng ta hãy nán lại để kiểm tra phần gầm để đánh giá chất lượng toàn diện nhất của chiếc Lexus RX350 này, được không ạ? Phần gầm là phần không thể thiếu trên một chiếc xe qua sử dụng các anh chị nhé. Đây này, các bác nhìn tấm nhựa này, nguyên zin nguyên bản không bị gãy vỡ này, thì đương nhiên nó không bị va chạm này. Nhưng tôi đã tháo hết ra rồi, thì quay cho các bác đầu chassis này là chuẩn nhé. Răng này, răng này, răng này, những cái tem răng còn này, đây đầu chassis bên này, thì xe chứng tỏ không bị sợ bị va chạm, các bác ạ. Đây, két nước này thẳng băng nhé, không có méo mẹp phong keo gì. Đó, cổ phanh này, đấy, càng A này. Con này hai cầu này, dẫn động cầu này, cầu trước này. Đấy, máy đây. Đấy, zin hết nhá, dòng keo này, dòng keo đỏ, dòng keo nhà máy nhá. Đấy, đây, dòng đỏ chát hết, từng con ốc không được tháo vặn nhá. Đấy, đương phiên phần gầm nó là mạm bám các bác nhá. Đấy, mạm bám. Đấy. Đấy, zin đét, gầm này. Những cái nhựa này, các bác nhìn này. Bảo vệ gầm không bị gãy vỡ, chứng tỏ không bị va chạm gì. Đó, ba vô lê này, các thứ này. Phẳng căng hết luôn. Đấy, đinh bấm này. Đấy, chuẩn nhá. Bô này. Đấy, dẫn động cầu sau này. Đấy, dẫn động cầu sau này. Hệ thống treo này. Giảm sóc dẫn động cầu sau này. Đấy, chuẩn men. Tem mác đầy đủ nhá. Đấy. Và chassis phía sau này. Đấy, các bác nhìn em rằng này. Chuẩn từ cái xốp nhá. Đấy. Bên này nữa này. Bên này nó hơi kín nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn được vào trong này. Đấy, chuẩn thì các bác không sợ bị xe bỏ máy hoặc ngập nước. Đấy, phải bỏ máy hoặc va chạm nhé. Đấy, chuẩn men luôn. Đấy, xe chất thì nó phải như vậy. Xe đam mê thì khẳng định là xe chất lượng các bác ạ. Vâng, thank you các bác. Đó, chuẩn men nó phải như vậy các bác ạ. Yên tâm nhé.